nhà ba gian hệ máy Thái nhá, nhà máy Thái này, máy rất là đẹp luôn. Nhà diện tích 75m2 hay 80m2, cột cao to, gỗ xến tấu, gỗ xến này, nắng mưa không vấn đề gì, cột chắc nịch luôn. Đấy, ba gian hệ máy Thái này rất là cao to. Hiền nó rộng, hiền sử dụng này rộng 2m. Gian này gian này dài là 3m2. Hai bên gian hông là 3m1. Cột là cao 3m2 của Hiền. Cột quần là 4m1. Hoành vuông 12 nhé, hoành rất là to, nhìn bộ hoành nó khủng phết. Từng ván xung quanh đầy đủ. Cột rất là đanh nhé, quá chắc.